Bởi vậy, trước khi uống rượu bia, hãy ăn một chút gì đó gọi là lót dạ. Tốt nhất là ăn một bát cơm với rau luộc để làm chậm mức hấp thu rượu. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn một hộp sữa chua, vì trong sữa chua có chứa rất nhiều chất keo thực vật có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Hơn nữa, hàm lượng canxi phong phú trong sữa chua còn rất tốt cho việc giải tỏa khó chịu sau khi uống rượu say. Ăn một ít trái cây. Ăn một chút trái cây trước khi uống rượu cũng sẽ giúp tăng sức chịu đựng cho cơ thể, bởi trong hoa quả chứa rất nhiều nước giúp giải rượu. Đặc biệt, chất keo trong hoa quả là chất có thể giúp hấp thu rượu, giúp dạ dày. Có rất nhiều loại trái cây để lựa chọn, nhưng với nhiều người, chanh là loại trái cây được ưa chuộng nhất. Nếu không ăn được chanh, bạn có thể pha nước chanh uống trước khi uống rượu để làm giảm nguy cơ bị quá chén và say xỉn. Uống một muỗng canh dầu. Với nhiều người, việc uống một muỗng canh dầu trước khi uống rượu là kinh nghiệm được dỉ tai nhiều nhất. Thực tế, canh dầu sẽ tạo cho dạ dày một vỏ bọc để chống ngấm rượu nhanh hơn, vì thế làm chậm cơn say của bạn. Tuy nhiên, điều này chỉ giúp bạn lâu say và có thể an toàn khi về nhà, nhưng đặc biệt không nên lạm dụng vì nó khiến bạn không cảm giác và cảm nhận được cơ thể mình đang chứa quá nhiều rượu. Và điều này đặc biệt nguy hiểm tới sức khỏe và sự an toàn của bạn. Không nên uống chung rượu với các loại nước ngọt có ga. Rất nhiều cuộc nhậu người ta thích pha chế rượu với các loại đồ uống khác nhằm tăng thêm hương vị cho chén rượu. Tuy nhiên, bạn không nên uống các loại bia, champagne, rượu mạnh pha với soda hay các loại nước ngọt có ga khác. Những đồ uống này sẽ làm bạn say nhanh hơn. Đặc biệt, không nên uống rượu chung với nước ngọt vì trong nước ngọt có ga làm cho chất cồn nhanh chóng lan tỏa khắp người và sinh ra một lượng lớn CO2 rất có hại cho dạ dày, ruột, gan, thận. Uống nhiều nước. Cách đơn giản nhất để giải bia rượu là uống nhiều nước vì nước sẽ giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu. Có thể uống nước lọc hoặc các loại canh trong bữa ăn cũng sẽ giúp làm giảm cơn say nhanh chóng của bạn. Không ai muốn bị say, tuy nhiên trong nhiều tình huống, bạn đã bị say và điều cần làm nhất lúc này là những biện pháp giải rượu. Uống nước gừng tươi. Ngay khi biết mình đã bị say, nếu không tự làm được, hãy nhờ người thái một củ gừng tươi khoảng 60 gram thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị gừng nóng có tác dụng chống say rượu, vì gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say rượu. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn các loại nước uống giúp giải nhiệt trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.